trận đầu tiên, dù bị dẫn trước ở giai đoạn đầu trận nhưng với khả năng chống chịu của hai vị tướng Udia và On, Katie dần lấy lại lợi thế. Phút 29 giao tranh nổ ra, Vero có pha mở giao tranh bằng hỏa dương hiệu triệu trúng hai người. Dev xử lý tốt với con bà Senna và quét sạch toàn bộ đội hình của Quantum Freak. Phút 33, Quantum Freak có được Baron trong một tình huống ngặt nghèo và kết quả là họ mất 3 người. Trong giao tranh quyết định, Boone bốc hơi quá nhanh và chiến thắng dành cho Katie trong ván 1. Bước sang ván 2, Quantum Freak mang đến một đội hình có 5 nguồn sát thương. Giai đoạn đầu trận, cả hai bên đều giữ một thế trận cân bằng. Phút thứ 8, pha giao tranh ở mid sang lại chiến công đầu cho Vero. Sau đó là những pha ăn miếng trả miếng liên tục của Katie và Quang Đông ở giai đoạn giữa trận. Udia của Perfect hoàn toàn bị lu mờ trước Rumble của Dudu khi liên tục nằm xuống trong những pha giao tranh. Phút 26, Quantum Freak có pha giao tranh hoàn hảo. Bulldog tỏa sáng với con bà Azir. Sân khấu tử thần được mở ra. Quang Đông có được lợi thế và mang về bộ lợi Baron. Trong pha giao tranh quyết định, Quantum Freak hoàn toàn áp đảo Katie và mang lại chiến thắng với chênh lệch hơn 10.000 tiền ở phút 31. Trong ván đấu quyết định, pha giao tranh đầu trận ở khu vực cánh dưới mang lại chiến công đầu cho Bulldog. Những phút sau đó, đường dưới của Katie liên tục bị khai thác một cách triệt để và lợi thế lớn được mang về cho bộ đội cánh dưới của Quantum Freak. Phút 26, Bu liên tục xả sát thương và pha giao tranh thắng lợi mang về cho Quantum một lượng lớn lợi thế về bù lợi Baron. Phút 34, Quantum Freak tràn vào nhà chính đối phương và có chính mình chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Trước đó là trận đấu giữa Howlife và Force. Howlife hủy diệt hoàn toàn đội hình đối phương để có được chiến thắng áp đảo hay không. Một trong những đặc sản của các giải đấu tại khu vực LPL đó là lượng người xem cực kỳ khủng. Với việc LPL xuân 2024 khởi tranh bằng trận đấu giữa hai đội tuyển lớn là Bilibili và Top, nhiều người kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục bùng nổ về số view. Tuy nhiên trên thực tế trận đấu này lại khiến người hâm mộ LPL tỏ ra khá bi quan với tương lai của giải. Theo ghi nhận từ phía cộng đồng, lượng người xem lớn nhất của trận Bilibili đối đầu với Top chỉ rơi vào khoảng 544.000 trên nền tảng Bilibili. Trong khi đó, những trận đấu dạng này ở các mùa giải trước thường có lượt xem 1 triệu. Điều này cho thấy sự quan tâm theo dõi của khán giả tới giải đấu LPL đang sụt giảm một cách nghiêm trọng ở mùa này. Theo phân tích từ Sohu, thất bại của khu vực LPL trước T1 tại Worlds 2023 là nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng đáng báo động trên. Trận đấu mở màn LPL xuân 2024 không còn đạt tới con số 600.000 lượt xem. Đây là tình trạng đáng báo động. Nguyên nhân chính tới từ việc khán giả đã mất đi sự hào hứng đối với các trận đấu tại LPL. Việc một loạt đội tuyển LPL thất bại nặng nề trước T1 Worlds đã khiến khán giả mất niềm tin. Quả thực, giai đoạn nửa sau của mùa giải 2023 là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với LPL. Đầu tiên là việc đội tuyển Liên minh của họ đã thi đấu không như kỳ vọng và chỉ giành được tấm huy chương đồng tại ASEAN. Sau đó là một loạt những thất bại nặng nề của Leaning, JDG và Weibo tại Worlds 2023 trước T1. Với những kết quả đáng thất vọng đó, việc khán giả LPL mất niềm tin và không còn theo dõi giải đấu này cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, việc những tuyển thủ đình đám như Uzi hay The Shy nghỉ thi đấu cũng ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của LPL mùa xuân. Lý do đến từ việc họ đều là những tuyển thủ có rất nhiều người hâm mộ và thu hút rất nhiều lượt xem mỗi khi thi đấu. Kết hợp với sự suy giảm niềm tin từ khán giả sau Worlds, LPL đã phải đối mặt với những khó khăn cực kỳ lớn. Mùa giải LCK xuân đã chính thức khởi tranh, đồng nghĩa với việc các tuyển thủ chuyên nghiệp giờ đây phải căng sức ra tập luyện trong các trận đấu tập với các đội tuyển khác và cũng phải chơi xếp hạng nhằm cập nhật meta và luyện kỹ năng liên tục. Hiện tại thì rank hàng vẫn là lựa chọn hàng đầu của các game thủ vì tính cạnh tranh cao và tính chuyên môn đáp ứng được khi ghép đội với nhau ở mức rank từ cao thủ trở lên. Với việc có hàng loạt tài khoản từ những khu vực như Việt Nam, Trung Quốc hay từ phía châu Âu đều tham gia vào rank hàng thì số lượng người chơi rank cần phải cấp account là rất nhiều cũng như khó mà kiểm soát. Do vậy mà tỷ lệ gặp phải những người chơi có thái độ troll game, phá game hoặc toxic là chuyện thường xuyên xảy ra trong cộng đồng, khiến cho Riot phải ra sức chặn IP, theo dõi các gao, ví dụ như Việt Nam hay Trung Quốc, kể cả là The Shy. Không biết là tình cờ hay xui xẻo mà ngay cả Faker cũng phải hứng chịu nạn troll game khá nhiều trong rank hàng vì độ nổi tiếng của anh. Trước đây, đã từng có sự việc Faker gặp phải những tuyển thủ chuyên nghiệp đến từ LPL là Kim Tian của Top vì phá game và lăng mạ khiến đội trưởng của T1 phải lập tức report và kiến nghị với cả Riot loại bỏ những người chơi Trung Quốc khỏi máy chủ hàng. Sau đó thì có nhiều streamer nổi tiếng đã lên tiếng thách thức Faker trong trận đấu và anh đã ra sức fit to win, làm cho đồng đội phải bất lực chịu trận. Những trận xếp hạng giờ đây chỉ là sự tra tấn hơn là giải trí. Câu chuyện chưa dừng lại khi mới đây Faker tiếp tục gặp vấn nạn này khi anh đang thi đấu qua rank cao thủ. Lần này anh cầm John ở vị trí đường giữa và có KDA 532 đè đường so với đối thủ. Điều đáng nói là thế trận sẽ không nghiêng về phía bên kia,
nếu như một người chơi Kanan đường trên của Faker không fit mạng liên tục cho Darius và Viago, để rồi KD cuối cùng 193. Nổi tiếng là điềm đạm và ít nói, luôn thi đấu hết mình, nhưng Faker ở tình huống này cũng phải bực tức mà tuyên bố rằng: "Này anh bạn, nghe tôi nói, cuối ngày tôi sẽ báo cáo bạn và bạn sẽ bị ban vĩnh viễn. Đừng chơi trò này trong tương lai, thay vào đó mà hãy cố gắng hết sức trong trận đấu cuối cùng này. Tôi sẽ liên hệ riêng với Riot về Kanan, tôi sẽ yêu cầu họ cấm Kanan vĩnh viễn." Nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng sao trình độ cao thủ lại có thái độ troll game như thế, và khi nhìn vào tên tài khoản thì một số người chơi Việt trong cộng đồng Liên minh Huyền Thoại đã phát hiện rằng có lẽ game thủ này đến từ Việt Nam với nick Go to Việt Nam. Nếu đúng như vậy thì một lần nữa rank Việt sẽ khiến cho Riot phải suy xét chặn IP tất cả game thủ hay tuyển thủ chuyên nghiệp trong thời gian sắp tới. VCS mùa xuân trở lại vào ngày 20 tháng 1 vừa qua với những trận đấu nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những diễn biến trận đấu vô cùng nảy lửa, người hâm mộ được đón chào một nhân tố mới trên bàn bình luận, Khải Nguyễn. Làn gió mới này từ VCS đang nhận được khá nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng. Do mùa giải mới VCS không còn những cái tên quen thuộc như Hoàng Luân, Văn Tùng, Linh Cao Thủ, Madora, nên cái tên mới như Khải Nguyễn nhận được rất nhiều câu hỏi nghi vấn về chuyên môn cho đến giọng cast. Đây cũng là gương mặt mới khá xa lạ trong cộng đồng Liên minh Việt khi chưa chính thức tham gia cast các trận đấu trước đây. Khải Nguyễn là người đứng sau một kênh TikTok làm về Liên minh Huyền Thoại có tên là Penguin Analyst, một kênh chuyên phân tích những lối chơi meta kể cả Liên minh Huyền Thoại lần đấu trường chân lý. Dẫu vậy, các kênh của Penguin Analyst đã từng đăng tải nội dung từ cách đây nửa năm. Có lẽ đây cũng chính là thời gian Khải tập trung luyện tập khả năng bình luận hay trau chuốt ngôn từ. Lần đầu tiên xuất hiện trên sóng VCS, bình luận viên mới này đã nhận được rất nhiều lời khen từ kênh chat. Chưa kể đến, người hâm mộ cũng đã có những bài đăng thảo luận trên các group cộng đồng. Đây có lẽ là một khởi đầu khá tốt đến từ Khải Nguyễn. Có thể thấy, người hâm mộ đang rất đón nhận cái tên mới này từ VCS. Hy vọng trong tương lai, caster này sẽ ngày một hoàn thiện và xuất hiện ở nhiều giải đấu hơn.